em trong ánh mây khóc lắm rồi. Trên trái đất này chỉ chẳng có ai yêu em bằng ai, vì tình yêu em trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi, anh muốn bằng em thương em yêu em rất nhiều, bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé, trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em. Vâng, rất hân hạnh chào mừng tất cả các anh chị em đã đến buổi review của lô kéo chúng tôi. Thì hôm nay mình sẽ review một mẫu lô kéo đến từ thương hiệu Sanchui cho tất cả các anh chị em tham khảo. Và nhỏ gọn, tiện lợi, công suất lớn thì tất cả các anh chị em có thể là chọn dòng Sanchui SS3-06. Đây là model của nó, SS3-06. Thì tất cả anh chị em cũng nhìn thấy con Sanchui này rất là nhỏ gọn, nhìn giống như quả tạ luôn đúng không mọi người? Đó, cân nặng của con lo kéo Sanchui SS3-06 này là cân nặng của nó tầm 5,5 kg. Đó, mình mới cân nặng nó tầm 5,5 kg. Đi theo kèm của con lo Sanchui S3-06 này là một micro kim loại nha mọi người. Đó, một micro đầu kim loại là hiển thị LED luôn. Đây mình sẽ bật lên cho tất cả các anh chị em thấy. Đó, hiển thị LED luôn. Thì con này bát chép phải nói là cực kỳ chắc nha mọi người. Đó, phải nói là chắc hơn có thể là ngang tầm với con GBZ luôn. Là hàng kêu mít là có thể là đánh bại hàng con này có thể đánh bại hàng kêu mít từ K108, K88 và kêu mít là K89 luôn nha mọi người. Thì con này có mức giá trên thị trường là 1,7 triệu. Shop đang bán với mức giá 1,7 triệu con Sanchui S3-06 này. Cho tất cả các anh chị em thì mình sẽ đi vào phần bo mạch và hả chất lượng âm thanh và karaoke cho tất cả các anh chị xem là con S3-06 này có hay không nha. Đó, thì con lo S3-06 này đều sở hữu là một bát 15 và một chép nha mọi người. Đó, sở hữu một bát 15 và một chép. Thì đây là nút volume tổng của con lo Sanchui S3-08. Đó, còn đây là âm lượng của micro. Đó, còn đây là âm lượng của micro là có kèm một tay sách cho tất cả các anh chị em. Thì nhìn rất là giống quả tạ. Thì phần sau của bo mạch của con Sanchui S3-06 này thì cũng có là chép nè. Chép, bass, echo và cái này là cổng đấu bình. Cái này là cổng sạc 15V là con này xài bình nha mọi người. DC15 là xài bình, còn DC9V là xài pin. Thì con này xài bình là 6A phục vụ cho người khoảng là 3,5 tiếng đến 4 tiếng luôn. Đó, còn cái này chỗ cắm micro có dây, còn chế độ on off và chế độ đấu bình 12V. Đó, còn đây là các phím điều chỉnh như là chuyển sang chế độ Bluetooth nè, ghi âm nè, xoay dòng bài hát nè, qua lại dừng bài hát, USB thẻ nhớ, chỗ cắm nhạc, chỗ cắm AUX nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ test chất lượng âm thanh và cho tất cả anh chị em xem mẫu Sanchui S3-06 này tại sao có mức giá cao mà nó nhỏ gọn, mức giá cao như thế này. Thì mình xin khẳng định là mức giá này thì nói chung là hàng Sanchui là nó có thương hiệu rất là lâu rồi. Đó, rất nổi tiếng rất lâu rồi. Chứ không phải là bát chép nó rất chắc nha mọi người. Mình không nói nhiều nữa thì bây giờ mình sẽ tiến hành review cái chất lượng âm thanh và hạ chất lượng karaoke cho tất cả anh chị em xem. Cứ ngó gần ngó xa. Tỏ mà tim ơi ngó như yêu từ thuở nào. Vừa gặp nhau mình trao thơ bên nước con sông, ân hận bóng của đôi ta dấu kia xa lòng ghi nhớ mãi câu hẹn về anh xin. Mẹ thưa ba, mai mối qua nhà em, đôi mình thủy chung cho đẹp tình quê. Về ăn xin thưa mẹ. Vâng, bây giờ mình sẽ test chất lượng karaoke cho tất cả các anh chị em xem. Thì mẫu Sanchui S3-06 này có làm cho tất cả các anh em thất vọng về âm thanh chất lượng của nó không? Với giá trung bình và với giá sản phẩm đang bán trực tiếp bên shop là giá 1,7 triệu nha mọi người. Đó, nhỏ gọn mà kích thước mà công suất lớn thì tất cả anh chị em mang đi du lịch thì tất cả anh chị em có thể là sử dụng con này rất là ok luôn. Rồi, bây giờ
mình sẽ test chất lượng âm thanh karaoke cho tất cả anh chị em xem. Thì ai thấy video này hay, nhớ đập like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của mình để mình ra những video mới nhất về sản phẩm lo kéo mới nhất cho tất cả các anh chị em xem nha. Vâng, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ tiến hành test chất lượng karaoke với dòng sản phẩm đó chính là Sansui S3-06 cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta xem về cái chất lượng karaoke nó như thế nào anh chị ha. Thì với dòng sản phẩm này rất là nhỏ gọn nhưng mà cho âm thanh micro cũng rất là hay, nên anh chị chúng ta có thể nghe và cảm nhận chất âm như thế nào để mua phù hợp với mình anh chị ha. Thì tầm giá là hơn 1 triệu thôi. Anh chị có thể thêm những cái giá chi tiết của chúng tôi sẽ để lại ở bên trên tiêu đề hoặc là bên dưới phần mô tả, anh chị cứ xem vào đó ha. Alo. Bởi vì em đã sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đôi thấy bỗng nhìn đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này chỉ chẳng có ai yêu em bằng ai. Vì tình yêu em trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Chọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Không bao giờ cách xa.
Vâng thưa chị, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến hành test chất lượng karaoke với dòng sản phẩm đó chính là Sansui S3-06 chị ha. Thì với tầm giá là hơn 1 triệu thôi, thì đây là một sản phẩm loa karaoke mini rất thích hợp cho tất cả anh chị chúng ta. Mình đem đi du lịch hoặc là đem đi bất cứ đâu để mình hát, hoặc là bỏ trên xe hơi anh chị ha. Thì cái này rất là nhỏ gọn và nhẹ anh chị, thì chúng ta có thể xách đi bất cứ lúc nào. Anh chị mua hàng của chúng tôi thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được để lại ở bên trên màn hình này, cũng như là bên dưới phần mô tả thì chúng tôi có để lại cái thông tin kỹ thuật chi tiết về sản phẩm này. Thì cái giá chi tiết thì chúng tôi cũng để lại ở bên dưới luôn, anh chị có thể là xem ở phần mô tả thì sẽ thấy cái giá của chúng tôi ha. Cảm ơn anh chị đã quan tâm video review của chúng tôi. Nếu thấy hay và hữu ích thì anh chị có thể là like cũng như là đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để mà ủng hộ chúng tôi anh chị ha. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.